Em xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày 13 tháng 4. Hôm nay thì em về được một số những cái mã trầm tím hàng rừng các bác ạ, và một số những cái dề kiểu tím miền Trung hàng đang có nụ và có hoa các bác nhé. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Số điện thoại này thì em cũng đã đăng ký Zalo rồi. Các bác có thể kết nối Zalo để gọi điện và xem hình ảnh các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ đi vào là mã kiểu tím các bác ạ. Kiểu tím hôm nay thì nó có nụ và có hoa luôn rồi. Đây là cái dòng kiểu tím miền Trung, nhưng mà hoa của nó thì rất là đậm các bác ạ. Nhiều bác lại cứ bảo là em bán có chuẩn kiểu tím không mà thấy em bán rẻ quá. Nói thật với các bác nhà mình là cái kiểu tím này em bán quá là nhiều rồi. Đấy, các bác nhìn cho em này. Cái kiều tím thì của cái vùng này thì em chỉ bán quanh năm là chỉ bán một mình cái vùng này thôi, nên hoa của nó tím đậm lắm. Bác nào nuôi hoặc là mua của em thì các bác cũng được những cái bông nó rất là đậm như thế này. Đấy, đây là một số những cái hình ảnh khách mua của em từ năm ngoái là bây giờ đã nở bông các bác nhé. Đó, thực tế nhất là các bác đang được thấy ở đây luôn. Cái dề này nó có cả những cái bông là nó đã nở hoa rồi, và có cả nụ nó đang nhỏ nhỏ lên nữa. Đây, cái nụ đầu tiên của nó lên này xanh như thế này. Xong rồi bắt đầu là nó sẽ nứt ra và nó sẽ tím. Đây các bác nhá. Nên là nhà mình mà mua thì cứ yên tâm. Không là nhiều bác mới mua kiểu tím bảo sao cái kiểu tím mà nụ mới ra nó trắng tinh như này. Các bác cứ chờ từ từ nhá. Đây ạ. Cái mã kiểu tím số 1 của em với giá là 1 triệu các bác ạ. Với giá là 1 triệu cho em nhé. Phải gọi là nó tím như kiểu là kiều của Thanh Hóa luôn. Rất là đẹp. Tím đậm hơn đấy. Nhiều bông đậm hơn. Nhiều bông nó rất là đậm các bác ạ. Mà các bác tính là nếu mà kiều tím Thanh Hóa, các bác mua nó phải trên 100.000 một thân. 120 một thân. Đấy. 120 đến 130 một thân. Đơn số 1 ạ. Đế rất là mỏng nhá. Em để cho bác nhà mình với giá là 1 triệu thôi. Cây thì là nó rất là nhiều thân tơ. Đấy, nó đang ra nụ bé này. Và có cây đây các bác này. Đơn số 1 với giá là 1 triệu cho em ạ. Không bao gồm tiền phí vận chuyển các bác nhé. Tiếp theo đơn số 2 ạ. Đơn số 2 với giá là 1.200.000 ạ. Con này thì là nụ của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây nụ nhá. Nụ to này, nụ bé này. Đấy, nụ đây đây này các bác này. Tất nhiên nó là hàng bóc rừng. Khi mà dân người ta di chuyển thì nó sẽ có một số cái nụ nó bị ỏng các bác nhá. Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi được đâu các bác ạ. Đây, đó, đây nữa các bác nhá. Dề này thì nó rất là nhiều nụ. Và cái vùng này thì hầu như là hoa tím các bác nhá. Đấy, bác nào tin tưởng thì ủng hộ em. Đơn số 2 ạ, với giá là 1.200.000. Đơn này thì đế nó rất là mỏng. Các bác có thể là ghép vào chậu hoặc là ghép vào lũa đều rất là ok nhá. Đây, nụ đấy ạ. Quá là đẹp luôn. Đang tầm vừa, nụ nó đang vừa tầm. Đó. Đơn số 2 ạ, với giá là 1.200.000 các bác nhé. Đẹp lắm. Hàng này thì khi mà lấy từ dân về thì em đã cắt tỉa loại bỏ một số những cái thân già rồi. Là tới tay các bác nhà mình là những cái thân tơ, thân đẹp để nó nở hoa các bác nhé. Đơn số 2, 1.200.000. Tiếp theo em sang đơn số 3. Đơn này nó cũng là một cái mã kiều lùn. Rất là đẹp các bác này. Nụ thì hàng mới vừa về xong nên em cũng chưa có đếm qua, nhưng mà chung quy là thấy nó đang có nụ như thế này rồi các bác ạ. Đây, em mới quay video mà em nhìn lướt qua thấy 2-3 nụ rồi đấy các bác này. Đó. Mà cái đơn này thì nó rất là nhiều thân tơ cả nhà nhá. Cực kỳ là nhiều thân tơ luôn. Phải đến 90% là thân tơ đấy ạ. Đây, đế của nó đây các bác nhá. Rất là mỏng. Thân lùn nhiều thân tơ cho em ạ. Đơn số 3 với giá là 1 triệu thôi. Rất là rẻ các bác ạ. Đây. Đó. Tiếp theo em sang đơn số 4 ạ. Đơn này thì cũng có những cái nụ ra trước, cũng có những cái nụ ra sau. Đây, em thấy một nụ rồi. Đây các bác nhá. Nụ này rất là tím luôn. Đây, năm ngoái ra. Đây. Năm ngoái ra hoa, năm nay vẫn ra. Và những cái nụ đang sưng như thế này nữa các bác này. Hôm nay hàng về được rất là ít các bác nhá. Nên bác nào mà muốn mua những cái đơn hàng dề như thế này thì nhà mình có thể xem video cho em. Đây này, đang sưng đây này. Mùa trước đã ra hoa, mùa này là vẫn ra tiếp các bác nhé. Đơn số 4 ạ, với giá là 550.000 các bác ạ. Đây ạ, những cái mắt nụ sưng rất là to các bác nhé.
Còn này, cái cành này phải được tầm khoảng 2 lụ này. Tiếp theo là em sang đơn số 5. Đơn này với giá là 1.200.000. Con này thì nó là một cái dề lá mít úp các bác ạ. Vì sao được gọi là mít úp? Riêng một cái bản lá mít úp nó có thể là đánh đổi được bằng cả đây này này. Nó có thể đánh đổi được bằng cả hai cái lá khác luôn với nhau. Nên là cái lá của nó rất là to, lá mít xếp đẹp cho em ạ. Thân cực kỳ là to luôn cả nhà nhá. Đây, bác nào thích siêu tầm cái dòng mà vừa chơi cả lá vừa chơi cả hoa như thế này. 15 thân. Đấy, con này thì là em thấy nó đang sưng mắt nụ rất là nhiều rồi các bác ạ. Bác nào ở xa lấy con này về nhá. Đơn số 5 ạ, với giá là 1.200.000. Tất cả những cái mã hàng này là em đều chưa bao gồm tiền phí vận chuyển nhá. Riêng các bác mua hàng của em thì cả nhà mình là được kiểm tra hàng đúng cây, đúng hình, đúng như trên video thì các bác mới phải thanh toán tiền hàng và tiền cây cho bên bưu tá giúp em nhá. Đơn số 5 1.200.000. Tiếp theo hôm nay em về được một cái siêu phẩm. Siêu phẩm của nhà em hôm nay thì nó rất là nhiều nụ luôn. Em gọi là hàng mới về một cái là em đã con này quay nụ quá nhà mình. Tím luôn nha, đây này. Con này bảo hành nó tím điểm luôn nha. Mấy nó tím điểm luôn này. Đây này, con này nụ nó nhiều lắm. Chưa đếm được luôn đấy các bác này. Này, hai con này. Đấy, nụ đây. Đấy nữa các bác này. Với lại là cái hàng này các bác về các bác lấy các bác thuần á. Bên này anh này. Các bác lấy về các bác thuần đấy. Nên là nhà mình chỉ giữ một cái dề như thế này. Các bác chỉ tầm giữ khoảng lấy 15 đến 20 nụ cho em thôi các bác nhé. Đừng có giữ nhiều. Các bác mà giữ nhiều là nó không có khỏe cây đâu. Đơn này là đơn số 6. Đơn số 6 ạ, với giá là 3 triệu cho em nhé. 3 triệu đơn số 6. Đây, các bác lấy cho em một cái dề này, các bác về các bác ghép cho em như thế này này. Đây các bác nhé. Con này tím điện rồi. Đây ạ. Đây các bác chỉ tầm giữ cho em đấy tầm khoảng là 15 đến 20 như thế này thôi. Là các bác đã được những cái bông hoa gọi là nó quá là xuất sắc rồi. Đây. Trời ơi nó đẹp lắm các bác ơi, nó rất là nhiều nụ luôn cả nhà ơi. Em đếm sơ sơ là cũng được tầm khoảng 20 nụ rồi đấy các bác ạ. Quá đẹp luôn. Phải nói là có phải dựng lên không anh? Em dựng lên thử nhá. Các bác nhìn mắt cái tay của em, cái tay của em đang che khuất nửa cái rồi. Cái dây này nó nặng lắm các bác ạ. Đây cả nhà nhé. Anh quay sang đây cho bác nhìn cái đế để các bác biết là cái đế của nó thẳng, các bác có thể là ghép vào cái lũa này. Con này quá nhiều nụ luôn các bác ạ, quá nhiều nụ. Đơn số 6 với giá là 3 triệu. Đây cả nhà mình mua hàng thì gọi điện trực tiếp giúp em nhé. Quay bác cũng tại lần nữa để các bác thấy, không nhiều bác không nghe được. Tiếp theo mà hàng nữa là hôm nay em về được có một ít cái mã kiều, cái mã trầm trầm tím rừng các bác ạ. Đây hoa của nó, em mời các bác nhà mình ngắm cái hoa nhá. Vì cái mùa này nó đang có nụ rồi nên em sẽ mời các bác nhà mình ngắm hoa. Trầm tím thì hoa của nó rất là sai và hoa cực kỳ là thơm luôn cho em nhá. Đây em đã chia theo mã rồi. Vì cái dòng này nếu bán theo kg thì nó rất là cao tiền. Cái mã số 1 của em là thân nó rất là dài. Mặc dù là cái trầm của nó thì thân của nó cũng tầm khoảng là 40 quay lại thôi. Nhưng mà như thế này là dài rồi các bác ạ. Kể cả là những cái hình hoa ở trên này thì nó cũng chỉ tầm bằng cái con này thôi, 40 cm thôi. Đơn số 1 ạ, với giá là 260.000. Và những cái giá này cũng chưa đều bao gồm tiền phí vận chuyển nhá. Cây này thì là mùa đang có nụ này, có cả mầm gốc. Các bác về ngắm hoa và làm giống luôn cho em ạ. Rất là đẹp, dòng trầm này thì nó trồng dễ sống như kiểu là phi điệp vậy các bác nhé. Đơn số 1 ạ, 260.000, mùi thơm dã man luôn, thơm kiểu thơm ngọt, thơm dễ chịu các bác ạ. Tiếp theo là đơn số 2 với giá là 200.000, đây các bác này, mầm gốc rất là đẹp luôn và nụ của nó cũng đang còn quá là vừa tầm. Hầu như là con nào cũng có mầm gốc và mầm gốc rất là béo các bác nhé. Cây của nó tầm khoảng hơn 20 thôi, đơn số 2 với giá là 200.000. Các bác như thế này là bác nào mà muốn một giò to khủng thì là ghép được một giò to khủng. Còn nếu như các bác mà chia ra hai mã vừa thì là sẽ được hai giò xinh xinh nhá. Đơn số 2 ạ, cũng khoảng 200.000 thôi các bác ạ.
thân 100% là thân tơ. Hàng thì đã đang có mầm gốc cho em như này, nó theo từng cụm các bác nhá, nên là các bác ép dễ lắm. Đơn số 3 200.000. Đơn số 4 đây ạ. Bình thường mà các bác đi mua những cái giò mà vườn khác người ta tuần thì chỉ có hai cụm như này là người ta đã bán các bác nhà mình là 250 rồi. Đó, mà bây giờ các bác mua ba khóm như này mà có 200.000 thôi, các bác thấy nó quá là rẻ luôn. Đơn số 4 200.000 ba khóm, mầm gốc thì chi chít luôn cho em. Tiếp theo đơn số 5, đơn này thì kiểu như là nhìn cây của nó rất là ống cây luôn, rất là xuôi cây. Các bác nhìn này. Hoa rất là nhiều, nụ rất là nhiều luôn. Đơn số 5 200.000. Đơn số 6 200.000 luôn ạ. Cây này thì là quá trời mầm gốc và nụ luôn các bác ạ. Đấy. Đơn số 6 200.000. Bác nào mà hôm trước hỏi em trầm tím mà em bảo là chưa có thì hôm nay nhà mình xem video để chốt đơn nhá. Đơn số 7 200.000 luôn. Đây các bác ạ. Hầu như là cái mã nào em chia ra đều có mầm gốc và có nụ. Các bác nào ưng mã nào thì nhà mình chốt đơn nhá. Đơn số 7 200.000. Đơn số 8 thân dài hơn một chút. Đấy, mầm gốc đẹp dài. Đây các bác nhá. Đơn số 8 230.000. Tiếp theo đơn số 9. Đơn số 9 đây. Đơn số 9 với giá là 230.000, cũng rất là nhiều mầm gốc. Con này thì nhiều. Đây các bác này, hàng cắt tỉa gốc dễ sạch sẽ rồi các bác, về như con này là chỉ việc là ghép luôn thôi. Đơn số 9 230.000. Đơn số 10, đơn này rẻ quá, 200k thôi các bác ạ. Đây này, cái lá này. Quá đẹp luôn, lá như kiểu lá mít. Đây các bác này, đẹp chưa? Về các bác sẵn ghép thôi nhá. Đơn số 10 200.000. Đơn số 11 180.000. Đó. Rất là đẹp các bác nhá. Bên này em còn được một mã kiều tím vàng thanh lý 180.000 cho cái mã kiều tím thanh lý hàng lùn, nó rơi tầm khoảng là 35 cent. Bác nào siêu tầm thì nó vẫn có hoa bình thường và nó vẫn có mầm gốc bình thường các bác nhá. 180.000 cho cái mã kiều tím thanh lý. Hôm nay thì em lên được một số các cái mã hàng ở trên video. Các bác nào mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo các bác nhé.